Ngày 18 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành công điện số 15 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 19 tháng 7, thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn. Cụ thể, thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác như khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường như Chùa Bộc, Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi trên địa bàn thành phố Hà Nội vào sáng ngày 20 tháng 7, sau hơn một ngày triển khai công điện 15 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, hầu hết các hàng quán bán không thiết yếu đã đóng cửa như thời trang, quần áo, giày dép, kính mắt, đồng hồ, đồ gia dụng. Trong siêu thị Big Thăng Long, toàn bộ các quầy hàng quần áo, giày dép, túi sách mỹ phẩm, trang sức, hàng ăn ở tầng 1 và quầy hàng gia dụng thời trang ở tầng 2 phía ngoài siêu thị đều đã đóng cửa. Những nơi được mở cửa hoạt động trong thời gian này là cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện nước, nhiên liệu, các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về, cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, công chứng, luật sư, đăng kiểm. Tuy nhiên, vẫn có một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ hàng hóa không thiết yếu như quần áo, chân ga, kinh doanh xe đạp xe máy, bếp rửa xe trên một số tuyến phố vẫn mở cửa bất chấp quy định của thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, mỗi ngày có hàng chục ca dương tính với SARS-CoV-2 và hàng nghìn ca F1, F2 được phát hiện trong cộng đồng. Nếu như các cơ sở kinh doanh không chấp hành nghiêm quy định của thành phố, chỉ một địa điểm bán hàng có người nhiễm COVID-19 phát sinh sẽ lại có hàng chục, có khi hàng trăm ca mới lây lan, khiến cho nỗ lực phòng chống dịch bệnh của các cấp các ngành trên địa bàn bất thành. Dịch bệnh kéo dài không chỉ gây áp lực lên hệ thống y tế, mà còn khiến cho sản xuất kinh doanh chậm quay trở lại hoạt động.